Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin Kinh tế Tài chính Bất động sản của chúng tôi. Trong bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tập đoàn FLC xin nghiên cứu dự án du lịch, giải trí 20.000 tỷ đồng ở Quảng Trị. Bộ Công an yêu cầu Hà Tĩnh cung cấp hồ sơ về dự án BMC hơn 1.200 tỷ đồng. Đề xuất bố trí 1.368 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài. Hà Nam tìm nhà đầu tư cho dự án khu đô thị 1.403 tỷ đồng. Và ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết đã nhận được văn bản đề nghị cho phép nghiên cứu các dự án trên địa bàn của công ty cổ phần tập đoàn FLC. Văn bản do Tổng Giám đốc Lê Tiến Dũng ký, gửi Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị. Trong văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, tập đoàn FLC đề xuất nghiên cứu ý tưởng, quy hoạch và đầu tư quần thể sân góp, trung tâm hội nghị, du lịch nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp quy mô khoảng 700 hectare tại xã ven biển Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị với tổng mức đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng. Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cho biết, theo quy định, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ giao các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất của tập đoàn FLC trước khi thống nhất quyết định. Dự án có tổng mức đầu tư 371 tỷ đồng và dự kiến đến tháng 10 2020 sẽ hoàn thành đi vào sản xuất. Thế nhưng, sau nhiều năm triển khai ì ạch, dự án đã đóng cửa. Năm 2024, FLC đặt kế hoạch doanh thu mảng bất động sản khoảng 1.200 tỷ đồng để có nguồn lực thi công các dự án theo cam kết. Bạn có bất ngờ với thông tin trên? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới video để mọi người cùng biết nhé. Phần tiếp theo của video sẽ mang đến cho bạn những thông tin nổi bật khác mà bạn không thể bỏ lỡ. Các bạn hãy cùng nhau xem tiếp video để biết đó là gì nhé. Bộ Công an vừa yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn BMC. Theo đó, vào ngày 27 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an có văn bản số 2417 trên CV, VP, CQ, CSDT yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn BMC. Đến ngày 9 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành văn bản 5997 trên UBND-KT gửi các sở gồm Sở Kế hoạch Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên Môi trường, Công thương, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tổ hợp, cung cấp các hồ sơ, tài liệu theo đúng yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an. Đồng thời, Ủy quyền Sở Kế hoạch Đầu tư có văn bản trả lời Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 10. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp kịp thời với Sở Kế hoạch Đầu tư trong việc thực hiện yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của hồ sơ, tài liệu, số liệu cung cấp. Liên quan đến dự án này, báo Người Lao động cũng đã có bài phản ảnh cận cảnh dự án hơn 1.200 tỷ đồng đắp chiếu 7 năm qua trên khu đất vàng ở Hà Tĩnh. Theo đó, năm 2017, dự án trung tâm thương mại khách sạn Villa BMC Việt Trung được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đồng ý cho thuê khu đất vàng rộng 3 hectare tại phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư 1.230 tỷ đồng. Đây là dự án do công ty cổ phần hợp tác đầu tư Việt Trung làm chủ đầu tư và đã nhiều lần xin được điều chỉnh dự án. Tuy nhiên, sau hơn 7 năm, doanh nghiệp vẫn không triển khai xây dựng, khiến khu đất vàng trở nên hoang tàn, nhếch nhác và là nơi để người dân tận dụng, chăn thả trâu bò. Mới đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản số 13705 trên SKHDT PPP gửi Ủy ban Nhân dân thành phố đề xuất xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2025 từ nguồn vốn ngân sách trung ương cho dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài. Căn cứ vào nhu cầu vốn thực hiện dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố có công văn báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 đến năm 2025 cho dự án là 1.368 tỷ đồng. Số vốn này sẽ được thành phố dùng để thực hiện dự án thành phần 3 hỗ trợ bồi thường, tái định cư đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bàn giao mặt bằng từ tháng 4 2025 để tiến hành thi công dự án. Dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài giai đoạn 1 theo phương thức đối tác công tư, hợp đồng BOT được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký quyết định số phê duyệt chủ trương đầu tư vào ngày 2 tháng 8 2024. Dự án có tổng chiều dài 51 km, điểm đầu kết nối với đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh thuộc huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh, điểm cuối giao với quốc lộ 22 km 53 + 850 thuộc huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.
Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là 19.617 tỷ đồng, được đầu tư theo hình thức PPP, hợp đồng BOT. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam vừa công bố danh mục dự án đầu tư xây dựng khu đô thị kết hợp chỉnh trang khu dân cư phía Nam cầu Yên Lệnh thuộc xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên với tổng vốn đầu tư 1.403,65 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là hình thành khu đô thị mới có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, xây dựng các khu nhà ở, khu thương mại dịch vụ có kiến trúc cảnh quan đẹp, khu cây xanh, mặt nước sinh thái, kết nối chỉnh trang hạ tầng đồng bộ với khu dân cư hiện trạng. Dự án cũng được tỉnh Hà Tĩnh kỳ vọng giúp nâng cao hiệu quả sử dụng đất, đáp ứng nhu cầu về nhà ở, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Từ đó, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị hướng tới mục tiêu phấn đấu thị xã Duy Tiên trở thành đô thị loại 3 vào năm 2025. Toàn bộ dự án có diện tích khoảng 45,6 ha, trong đó cơ cấu sử dụng đất dự kiến gồm đất thương mại dịch vụ 23.867 m2, đất ở 145.406 m2, đất ở tái định cư khoảng 4.496 m2, đất cây xanh mặt nước 121.774 m2, bãi đỗ xe 5.141 m2, đất hạ tầng kỹ thuật 10.910 m2, đất hạ tầng kỹ thuật 3.701 m2, đất hạ tầng kỹ thuật sau lô 7.209 m2, đất giao thông 149.295 m2. Bạn nghĩ quy mô dự án này như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết nhé! Xoay quanh thông tin về dự án này, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong những video tiếp theo. Quý vị và các bạn hãy ấn subscribe kênh để theo dõi tiếp nhé! Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Để không bỏ lỡ những thông tin nóng nhất về kinh tế, tài chính, bất động sản, quý khán giả hãy theo dõi kênh và nhấn nút biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Bạn đang tìm kiếm những sản phẩm tiện ích hiện đại cho cuộc sống hàng ngày? Hãy cùng khám phá ngay top 6 sản phẩm hot tại cửa hàng Cà Phê Lên mà bạn không nên bỏ lỡ. 1. Máy xay sinh tố đa năng Godwell, đáp ứng mọi nhu cầu xay nhuyễn thực phẩm. 2. Máy massage cầm tay Booster U1, giúp giảm căng cơ, thư giãn. 3. Quần dài nam Guzzardo, chất liệu vải gió thể thao cao cấp, mang lại sự khỏe khoắn, thoải mái. 4. Tai nghe Bluetooth Beats WM01 TWS, công nghệ chống ồn hiện đại. 5. Nồi cơm điện Sharp, thiết kế hiện đại với đáy 5 lớp, giúp cơm nấu chín đều, thơm ngon. 6. Đèn năng lượng mặt trời 2500W, giúp tiết kiệm năng lượng. Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu những sản phẩm chất lượng này. Hãy nhấn vào cửa hàng Cà Phê Lên ở góc trái màn hình hoặc xem thêm dưới phần mô tả để mua sắm ngay hôm nay với giá ưu đãi tốt nhất nhé.